Đây này em vàng, đúng cho 15 tuổi, xoáy kiếm, rất thông minh và khôn, đuôi vuốt cần câu thẳng sống lưng. Chưa đẻ nữa nào, răng đủ, mà rất thông minh nhanh nhẹn. Mình quay lúc 12 giờ đêm cho nên là hình ảnh nó không được rõ nét lắm. Bên cạnh đó thì vừa tắm cho em xong, lông em vẫn còn chưa khô được hết. Nữa em đốm nhiều, thần thái thần kinh rất nhanh nhẹn. Dáng cao to, vàng lửa bò, màu rất hiếm và đẹp hiện nay.